khó khăn. Bây giờ chúng có nhiều điều phải làm không thấy. Chẳng bao lâu nữa, đàn cừu đực sẽ phải trải qua một hành trình dài và khó khăn. Chúng cần vượt qua nhiều chặng đường gian nan trên một quãng đường hàng trăm cây số để đến được với nguồn thực phẩm phong phú của lãnh nguyên Tamer. Bây giờ là đầu tháng 4, những con cừu đực thiếu kiên nhẫn nhất đang cố gắng vượt qua sự im lặng trắng xóa của dãy núi. Nhưng phần lớn các con khác vẫn ở lại gần hồ. Chúng tận dụng những ngày đẹp trời để ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời và tìm kiếm rêu, một nguồn thực phẩm yêu thích của cừu đực mọc ở trong rừng. Trong khi đó, tiếng gọi của bản năng bí ẩn mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Thôi thúc chúng cùng nhau bước đến một hành trình dài. Những con cừu đực non và con cái đang mang thai là những kẻ đầu tiên bắt đầu di chuyển. Con cái mang thai dễ dàng được nhận biết bởi sự hiện diện của thập sừng. Còn với các cá thể khác thì sừng của chúng đã rụng từ lâu. Một thời gian sau khi đàn cừu đực thứ nhất đã rời đi, những con cừu lại lúc này mới bắt đầu di chuyển về phía bắc. Vùng hồ giờ đây biến thành một hành lang trung chuyển với vô số đàn cừu đực bước đi theo hàng lối một cách có tổ chức. Chúng nối đuôi nhau tiến về phía trước và ngay sau đó mặt hồ phủ tuyết hình thành nên những hình vẽ phức tạp. Bây giờ ở khắp mọi nơi đều có vô số đường mòn của cừu đực. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho sự di cư mạnh mẽ. Tuy nhiên những ngày thời tiết thuận lợi thường không kéo dài lâu. Khung cảnh yên bình đã nhanh chóng bị thay thế bằng một trận bão tuyết. Đàn cừu đực vẫn tập trung thành hàng dài và đi xa dần. Chúng biến mất không chút dấu vết trong màn sương lạnh giá. Mỗi một ngày qua đi, mặt trời lại lên cao hơn trên bầu trời, làm cho băng tuyết ấm dần và bắt đầu tan ra. Cuối tháng 4, những bầy cừu đực đã di cư hàng loạt khỏi đồng cỏ mùa đông nhiều năm chất dinh dưỡng. Hết tốc này lại đến tốc khác. Chúng cứ đi như vậy trong bất kể ngày hay đêm. Trên đường đi, một số con cừu đực bị tụt lại phía sau, nhưng nó không cần phải quá lo lắng.